Hello, xin chào các bạn chị em ha. Đang quay cho các bạn chị em tham khảo động cơ Yanmar 3T84 con này 41 ngựa mấy chị em, dòng tua 3050. Tình trạng này máy rất là đẹp các bạn nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn ha. Hôm nay cũng nhiều các bạn chị em hay hỏi cái 3T84 á, ngày không quay quá vậy mày, con này về cũng lâu rồi. Hôm nay những thời gian quay cho bác chị em xem thấy hài lòng ủng hộ ha. Đây. Ở chỗ này có bị chống nước sơn tí xíu quá chị em ha. Con này ngựa khá cao quá chị, 41 ngựa ha. Phù hợp cho quá chị em nào đẩy vỏ composite đó. Đây. Con này thì tải nặng cũng ok luôn quá chị em ha. Đây. Đây con. Đây kìa, để máy cho bác chị em tham khảo ha. Rất là êm đó chị em. Quá êm. Các bạn chị em có nhu cầu sử dụng thì hỏi em ha. Con này băm mấy cành các bạn nha. Đấy. Rồi, em cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị em video tiếp theo ha.